xét bộ ha, bao gồm một chiếc áo thun, chiếc áo thun cổ tiên nha, viền họa tiết ngôi sao, họa tiết ngôi sao với chiếc váy lưng thun. Ở đây có viền sọc, ở đây có logo và một lớp lưới nha, mình tự tính luôn nha, dạng như lưới mà nuôi cá. Hai bên là có sọc luôn nha, váy và váy lưng thun, váy lưng thun ha, váy lưng thun coi dạng rất là tốt luôn ha, chứ cam kỳ thun coi dạng rất là tốt luôn nha. Cái này mình có thể mặc tất xét ha, cái áo thun thì mình có thể phối với quần sọc, quần dài hay là những chiếc chân váy khác cũng được, hoặc là chân váy jean cũng được nha. Áo là chiếc thun cô tông coi dạng rất là tốt luôn ha, coi dạng rất là đã luôn nè. Tay nó thiết kế rất là hay luôn nè, tay xẻ cho nên mặc không có sợ bị chụp bắp tay nha, rất là thoải mái luôn ha. Hoặc là chiếc mua nguyên một bộ như vậy là rất là có lợi luôn ha, mua một được hai. Những chiếc chân váy này là mình có thể phối với những chiếc áo sơ mi trắng hoặc là áo hai dây, mình đi tiệc tùng rất là hay nha, mua một được hai luôn ha.